Xin chào mọi người, mình là Hồng Nhung đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vẽ sticker mèo béo nhé. Đầu tiên thì mình cần một chai sơn màu be này. Màu này nhìn ở ngoài nó rất là sáng và màu này nó rất là tôn da này. Tiếp theo là mình cần một chai gel cọ nét, cái này mình vừa dùng để viền vừa dùng để vẽ được. Mình lấy một ít ra, mình để ra cái khay pha màu ấy đủ để mình vẽ thôi. Sau khi mà sơn nền xong mình sẽ cho đi hơ nhé. Hơ xong thì bắt đầu mình sẽ định hình vẽ cái đầu của con mèo béo này vào trên vừa đúng cái khuôn của tay này. Tùy mọi người vẽ theo cái khuôn tay của người nào to người nào bé, tiếp đấy mình sẽ cân hình sau nhé. Mình cân hình rồi là bắt đầu mình sẽ định hình lại. Mình cứ vẽ thôi, mình vẽ đến khi nào mình cảm thấy ưng mắt thì bắt đầu mình sẽ xóa. Tức là đây là mình vẽ theo kiểu cân mắt của mình thôi này. Còn tí nữa ấy, nếu mà mình muốn nó ổn hơn ấy thì mình sẽ dùng cái giấy lau gel này, mình sẽ lau những cái nét nó bị rờm ra như vừa rồi này. Như bây giờ này. Bây giờ thì nó rất là nhiều nét đang rườm rà ấy mà nó nhìn nó không được nét. Thì cái mẹo ấy để mà cho một cái hình nó được nét ấy, mà nó không bị bẩn bẩn lem lem ấy là mình cứ vẽ, mình không được hơ nhá. Mình cứ vẽ này. Xong đến khi nào mình cảm thấy mình ưng thật sự những cái nét đấy rồi bắt đầu mình sẽ cho vào mình hơ sau. Mình vẽ hai cái tai của nó. Tức là khi mà mình vẽ theo một cái hình nào đấy thì bắt đầu mình sẽ nhìn nhìn cân chỉnh hình mình đang vẽ và hình hình chính của người ta. Mình nhìn mình cảm thấy cái hình đấy nó thật sự là vừa mắt mình rồi này. Mình cảm thấy các nét nó ổn hài hòa hết này. Thì bắt đầu lúc đấy thì mình sẽ lấy cái giấy lau gel ấy, mình sẽ lau hết tất cả những cái nét thừa đi. Thì lúc đấy nó sẽ có một cái khuôn hình đẹp. Đây này, mình đang lấy giấy lau gel, mình lau hết tất cả những cái đường nét bị rờm ra đây này. Sau khi mà lau xong thì bắt đầu mình sẽ lấy gel vẽ, mình bắt đầu mình bổ sung những cái nét mà mình vừa lau này. Thì nó ra hay thành hình một con mèo béo. Tí nữa mình sẽ tô màu này, mình vẽ mắt này, mình vẽ các đường diềm này. Đấy, bây giờ mình đang vẽ chân này. Chân của nó thì bình thường sẽ là hai chân song song với nhau, nhưng đây là một chân nhảy, một chân kiễng. Đấy, mình đang vẽ theo đúng như kiểu mẫu của con này. Mình vẽ xong thì mình sẽ vẽ thêm một số những cái họa tiết mình trang trí ấy. Mình sẽ vẽ một số họa tiết như những cái nốt nhạc này, những cái hình hình vui nhộn tẹo. Mọi người có thể vẽ hình trái tim này, hình ngôi sao, hình hoa, hình bướm, tùy mọi người thích. Nhưng mà đây là cái con này nó nổi hết phần người khác rồi nên là mình sẽ chỉ vẽ hình hai nốt nhạc thôi. Mọi người đừng sợ vì nó bị nhòe nhá. Vì tí nữa mình sẽ lau được và mình sẽ dùng giấy mình lau được. Mình sẽ dùng màu nền của nó này pha với màu đen này. Đấy. Hai màu quyện lại với nhau thì sẽ ra được màu mặt của nó bây giờ. Bây giờ nó sẽ ra được một cái màu mặt của nó này. Mình sẽ tô hết lần lượt, từ tô từ một góc của tai này. Mình tô khuôn mặt của nó này, mình tô các nét này. Đấy. Mình chậm chậm mình tô. Nhớ là cứ sau mỗi lần mà vẽ cảm thấy ưng ý một cái nét nào đấy thì mọi người phải cho vào hơ ngay nhá. Nếu không hơ ấy mà không may nó chạm vào thì rất là phí. Phí lắm luôn ấy. Có những cái lúc mà mình vẽ được rồi mà mình quên một tẹo, mình quay ra mình nghe điện thoại hay mình nhắn tin phát thôi là y rằng là xóa hết mất cái hình này đi, nhìn nó vẽ lại không vẽ được ấy. Sau khi mình hơ xong thì bắt đầu mình sẽ lấy gel cọ nét này này, cái bút gel cọ nét màu đen này, mình sẽ viền lại tất cả này. Rồi mình sẽ xem hình mẫu này, mình bắt đầu mình chấm, mình tô những cái mà cần thiết. Cái gel cọ nét này nó rất là đặc và vẽ dùng rất là thích. Không biết là người ta dùng loại nào chứ nhà mình dùng rất nhiều loại rồi nhưng loại này vẫn là loại thích nhất. Dùng hết hai chai đen, một chai trắng rồi. Chai này đang chuẩn bị hết. Gel chuẩn của nó cực kỳ đặc.
Mọi người sẽ ôm viền này, ôm cổ này, rồi ôm bụng, ôm chân, ôm tay, nói chung là ôm hết tất cả những cái gì mà nó đang mờ. Đấy. Vừa vẽ vừa nói này nhọc quá. Mọi người sẽ vẽ xong mọi người sẽ lại hơ tiếp nhá. Xong dùng những cái màu mình sẽ tô lại. Mình sẽ tô tai này, tô tay, tô chân cho nó này. Mình cảm thấy được rồi thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu vẽ mắt, vẽ mũi, vẽ mồm, vẽ lưỡi cho nó. Vẽ mắt là cái khó nhất. Con này này, riêng những cái con như thế này này, những cái họa tiết của nó rất là cầu kỳ nên những người mới chỉ xem, gọi là xem cho nó, tức là xem để hiểu được cách vẽ thôi, chứ còn những cái người mới muốn vẽ những hình này này thì mọi người nên xem những cái hình mà hình đơn giản hơn mà mình sẽ đăng ấy. Tức là đây là cái mà mọi người yêu cầu mình vẽ thôi thì mình ngồi mình vẽ thôi. Còn cái để mà mình dạy, ví dụ như kiểu mình dạy vẽ cho người ta ấy, thì mình sẽ cho người ta vẽ những cái nét cơ bản trước. Những cái nét gì thật sự cơ bản ấy. Mình cứ đi mắt này. Đi rồi xong bắt đầu mình cảm thấy những cái nét nào ở mắt chưa được ấy thì mình sẽ chỉnh lại từ đầu. Mình chỉnh lại xong không mình nhất định là phải cho vào hơ nhá. Mình chỉnh xong rồi mình nhìn một lần mình cho mình hơ này. Mình hơ xong rồi bắt đầu mình sẽ vẽ mắt của nó. Theo cái con này này thì mắt của nó màu trắng. Thì mình sẽ dùng gel cái con nét hồng này này. Mình sẽ tô vào mắt của nó. Tô như này ăn ra là một điểm, là ví dụ những cái nét nào bị lòe bên trong màu đen ấy thì mình sẽ che được bằng màu trắng. Kể cả trong cái mũi, kể cả cả trong cái mũi của con này nữa. Mũi của con này sẽ là màu nền nhá. Nhưng mà mình cảm thấy là nó đang bị loe ấy, nên là mình sẽ che luôn bằng cái màu trắng này. Mình sẽ che nó ra một tẹo. Rồi tí nữa mình tô lại. Mình che nhá, mình che thật khéo vào. Rồi xong mình cho vào hơ. Mình tô thêm một cái tí vào mũi, xong là bắt đầu mình sẽ cho vào hơ một tẹo. Miệng của con này màu đỏ nhá mọi người. Đấy. Hơ từng, tức là vẽ từng tí một xong bắt đầu mọi người sẽ cho vào hơ. Nhìn từng nét một đấy. Thế khi nào mà nét nào cảm thấy chưa ưng hẳn hoặc là cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì thì mọi người bổ sung thêm vào một chút. Cho vào hơ này. Cho vào hơ thì mọi người nhớ là những cái con vật này này thì nó rất là dễ chín ấy, bởi vì là cái nét gel của nó chả đáng bao nhiêu. Ví dụ như kiểu là mình sơn phun một ngón thì nó còn đang 30 giây là xong, những cái con này hơ chỉ khoảng tầm 5-10 giây thôi. Với những cái máy hơ xịn. Đấy, xong bắt đầu mọi người hơ xong này, rồi mọi người sẽ cho vào, mọi người chấm vào mắt của nó thôi. Chấm mắt như thế này là hầu như đến xong đến 90% rồi, đợi mọi người sơn top nữa là xong. Vẽ mắt này rồi xong điểm một chút vào mồm của nó này. Đấy. Nhìn nó cũng, tức là không thể giống nhau được 100%. Thì kể cả em vẽ con lần trước với con lần này nó cũng khác nhau một chút đấy. Cho vào hơ rồi xong mọi người sơn top này. Đấy. Sơn top. Sơn top như thế là xong rồi nha mọi người.